Xin chào mừng các bạn đã đến với channel Phim 10 Phút. Cuối tập trước, Thạch Hạo đã tách khỏi đám người làm nhất trần để tự mình đi tìm kiếm bảo vật. Cậu đi tới một nơi gọi là Hung Sào. Nghe cái tên cũng đủ biết, đây chính là sào huyệt của một con hung thú cực hung nào đó. Sau khi thăm dò thì phát hiện bên trong đã có người đến. Người này chính là Tần Hạo. Thế là Thạch Hạo lập tức chạy đến, định tạo cho Tần Hạo một cái bất ngờ. Tần Hạo cũng phát hiện ra sự có mặt của người khác nên lập tức lên tiếng yêu cầu ra mặt. Thạch Hạo bước ra ngoài chào hỏi, Tần Hạo chỉ biết người trước mặt là Hoàng. Sau khi cậu nói ra lai lịch thì mới ngỡ ngàng. Hắn ta cứ tưởng rằng cậu đã mất mạng ở hạ giới rồi, bây giờ lại sờ sống dậy. Đây là một sự thực cực kỳ khó tin. Thế là Tần Hạo liền cho rằng cậu đang mạo danh Thạch Hạo. Đây là tìm đường chết mà. Hắn lao lên tấn công phủ đầu, Thạch Hạo trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu luân hồi bảo thuật. Người có thể mạo danh được, nhưng mà chiêu thức cùng với phù văn chí tôn cốt là không thể. Sức mạnh phù văn bạo phát lên bầu trời tạo ra một cột sáng chói mắt. Tần Hạo cuối cùng cũng chịu tin, điều này làm cho hắn xúc động rơi nước mắt. Sau cuộc hội ngộ đầy tình cảm thì hai người cũng muốn so tài một phen xem ai sẽ đi tới đích trước. Nơi bọn họ cần phải đến có tên là Vẫn Tiền Lĩnh. Tuy tốc độ của Tần Hạo chậm hơn một chút, nhưng mà hắn vẫn tin tưởng chiến lược của mình sẽ không thua kém. Thạch Hạo cũng chiều ý người đệ để cho hắn được toại nguyện ý định so tài. Hắn bạo phát sức mạnh, sấm sét cuồn cuộn tuôn ra xung quanh, sau đó dùng tốc độ nhanh như chớp lao lên tấn công. Thạch Hạo thản nhiên ngăn cản, trận chiến của hai người tạo ra động tĩnh rất lớn, nhanh chóng thu hút người xung quanh đến quan chiến. Sau vài chiêu giao thủ, Thạch Hạo cũng bắt đầu nghiêm túc. Cậu dùng tốc độ sấm sét vòng qua phía sau Tần Hạo. Tốc độ quá nhanh, Tần Hạo chỉ kịp phát giác chứ không kịp phản ứng. Thế là bị Thạch Hạo tăng một trường lực vào bụng phá tan chiến giáp. Tần Hạo vẫn không chịu thua, hắn lại triệu hồi ra nhiều rễ cây bao vây Thạch Hạo lại. Một bên chiến đấu bằng sức mạnh căn cơ, bên còn lại thì phần lớn dựa vào pháp bảo. Chỉ với màn so tài nhẹ nhàng, Thạch Hạo hoàn toàn chiếm được ưu thế. Rất nhanh sau đó, Thạch Nghị cũng đi tới, hắn ta bạo phát sức mạnh khiến bầu trời cũng phải biến sắc. Phía sau lưng là một con mắt khổng lồ, không gì là không thể nhìn thấu. Tần Hạo chưa từng gặp qua Thạch Nghị nên không biết, nhưng mà Thạch Hạo thì lại quá quen thuộc rồi. Được biết rằng Thạch Nghị sớm đã quật khởi, đánh bại nhiều cường giả cùng cấp, tạo ra được tiếng vang. Hắn ta cũng hợp nhất cùng với Trùng Đồng, ngay cả Thạch Hạo cũng phải khen ngợi thực lực của hắn mạnh mẽ. Thạch Nghị muốn kết thúc ân oán với Thạch Hạo tại đây. Điều này cũng có nghĩa rằng giữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến. Cả ba người họ đều có huyết mạch liên quan đến nhau. Tần Hạo là người nhỏ nhất, theo đúng nghĩa phải gọi Thạch Nghị là huynh trưởng, nhưng mà hắn không chịu, trước tiên cứ đánh một trận. Nếu như đánh thua thì sẽ đồng ý nhận. Thạch Hạo ngăn cản, có cậu ở đây, hắn không cần phải ra tay. Cậu chậm rãi bước lên trước, bạo phát sức mạnh đối đầu với Thạch Nghị. Hai người chỉ đứng yên một chỗ và đồng thời phóng thích sức mạnh. Luồng kinh lực cuồn cuộn tuôn ra ngoài va chạm vào nhau, tạo thành vụ nổ khủng khiếp. Chỉ giao thủ bằng khí tức đã có thể làm dấy lên sóng gió như vậy, đám người đang quan sát vô cùng bất ngờ. Sau màn đọ khí thế thì hai người lại so tài bảo thuật. Trận chiến của bọn họ trong phút chốc khó mà phân thắng bại. Ở bên ngoài, các cường giả cũng tập trung quan sát trận chiến. Thạch tộc vốn là tội huyết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ba chí tôn. Đây là một sự uy hiếp rất lớn đối với các đại giáo. Cho nên, bọn họ muốn thừa cơ hội này tiêu diệt một thể, tránh để cho Thạch Hạo quật khởi, đe dọa đến địa vị của bọn chúng. Đúng lúc Thạch Hạo và Thạch Nghị đang giằng co kịch liệt, thì một luồng công kích bất ngờ giáng xuống ép hai người phải lùi về sau. Một bàn tay khổng lồ từ từ hiện ra khỏi tầng mây. Chủ nhân bàn tay có bộ dạng cực kỳ khổng lồ, bọn chúng không phải một tên mà có tận bốn tên. Mục đích tới đây chính là tiêu diệt Thạch Hạo, Tần Hạo và Thạch Nghị, lấy danh nghĩa thay trời hành đạo để trấn áp tội huyết. Hai tên khổng lồ cầm vũ khí bổ xuống dưới, Tần Hạo tức giận bước lên phía trước. Đang lúc ngứa tay nên muốn hoạt động gần cốt một chút, hắn tạo ra một bàn tay khổng lồ ngăn chặn công kích. Tên Lục Quan Vương thế vậy cũng không ngồi yên được nữa, hắn ta dịch chuyển tức thời đến trước mặt nhóm người Thạch Hạo, dáng vẻ cực kỳ khoan thai, trên miệng cũng tuyên bố sẽ trấn áp ba người một thể. Thạch Nghị và Thạch Hạo tạm thời gác lại trận tranh đấu để hợp sức cùng nhau. Thạch Nghị muốn dùng tên Lục Quan Vương làm mục tiêu, ai giết chết gã ta trước thì kẻ đó chính là người giành được hạng nhất. Tần Hạo cũng muốn tham gia, hắn hào hứng xông lên tấn công phủ đầu, định tặng cho Lục Quan Vương một đấm vào mặt. Nhưng mà thực lực của kẻ này lại không tầm thường, cơ thể đột ngột biến mất và tránh thoát khỏi cú đấm của Tần Hạo. Sau đó, bất thình lình xuất hiện phía sau lưng, sáng một trường khiến Tần Hạo hộc máu. Thạch Hạo muốn tiêu diệt những người khổng lồ trước, sau đó lại tính toán món nợ sau. Cậu lao lên đối mặt với bọn chúng,
bạo phát sức mạnh sấm sét, giáng một kích khủng khiếp xuống cả bốn người. Sau đó lại bồi thêm một chiêu bỏ thuật chu tước tan bốn thân hình khổng lồ, ép cho bản thể bọn chúng phải hiện nguyên hình. Cũng chẳng hiểu đám người này đang nghĩ cái gì, dù bị đánh sấp mặt, mồm miệng hộc máu thì vẫn buông lời uy hiếp được. Sau đó bọn chúng cùng nhau thổi sáo, đánh đàn. Âm thanh tiếng đàn khiến Thạch Nghị và Thạch Hạo bị mất khống chế, rồi tự lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Hết đánh tay đôi thì lại lấy ra vũ khí để liều mạng. Thấy thời cơ đã tới, kẻ địch cũng lấy ra vũ khí rồi xông lên tấn công Thạch Hạo và Thạch Nghị. Tưởng rằng hai huynh đệ bọn họ sẽ tương tàn lẫn nhau. Ai ngờ rằng hai người họ chỉ đang giả vờ diễn một màn kịch bị mất khống chế, khiến cho bọn chúng mất cảnh giác và bị đâm xuyên tim. Hai kẻ còn lại thấy vậy, cũng rút vũ khí lao lên báo thù cho huynh đệ. Bốn người hợp sức đã đánh không lại, vậy mà bọn chúng lại nghĩ rằng hai người có thể đánh thắng. Kết quả là chưa kịp thể hiện thì đã bị Thạch Hạo tiễn về đất mẹ. Tần Hạo sau khi thua thiệt vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn cầm kiếm lao đến đâm về phía Lục Quan Vương. Khá Tài chỉ thản nhiên đứng đó tạo ra một cái kết giới đang ngăn cản được đòn tấn công. Từ điều này liền có thể thấy được thực lực của hai bên có sự cách biệt rất lớn. Sau đó gã chỉ cần dùng một chút sức lực đã đánh bay Tần Hạo rồi dùng dây xích khống chế lại một chỗ. Gã định tiễn Tần Hạo đi trước, sau đó sẽ đưa huynh đệ của hắn theo cùng. Cùng với lời tuyên bố này, Lục Quan Vương trực tiếp ngưng tụ ra một thân ảnh khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn. Tần Hạo cảm thấy bất an, những sợi xích này có tác dụng giam cầm kinh mạch, khiến hắn không thể nhúc nhích được. Sau đó chỉ có thể trợn mắt nhìn cú đấm đang hướng về mình. Thạch Hạo và Thạch Nghị nhanh chóng có mặt giải cứu, sau đó cùng nhau xông lên chém địch. Cậu bay lượn xung quanh người khổng lồ, chém liên tục vào cơ thể nó. Thạch Nghị lại lao lên tặng cho nó một cú đá vào mặt. Người khổng lồ bị chém rụng, sức ép lên người Tần Hạo bị suy yếu nên hắn có thể gồng mình thoát khỏi khống chế. Dù chiêu thức của mình mới bị phá thì Lục Quan Vương vẫn không có chút nào núng. Khá Ta còn dự định làm thịt ba người cùng một lúc. Dứt lời liền ngưng tụ ra một con rồng khổng lồ. Con rồng tỏa ra sát ý cực kỳ khủng khiếp. Lỡ chẳng may bị đánh trúng thì sợ rằng nguyên thần sẽ bị đánh nát. Ba người Thạch Hạo cùng nhau bạo phát sức mạnh rồi cùng nhau xông lên. Dưới sự vây công của ba người, con rồng nhanh chóng bị đánh bại. Điều này làm cho Lục Quan Vương cũng há miệng kinh ngạc. Chưa để cho gã hết bất ngờ thì Thạch Hạo đã sử dụng ra tuyệt chiêu là thanh kiếm luân hồi. Kiếm này có thể chém nhân quả, uy lực vô cùng. Lục Quan Vương lại sử dụng tình huyết của mình để ngưng tụ ra một quả cầu bằng máu. Quả cầu mang theo sát ý ngập trời phóng nhanh về phía Thạch Hạo. Cầu vung kiếm chém ra một luồng kinh lực khủng khiếp. Thạch Nghị cũng phóng xuất bảo thuật hỗ trợ. Chiêu thức hai bên nhanh chóng va chạm vào nhau. Thạch Hạo cầm kiếm lao nhanh về phía kẻ địch. Lục Quan Vương tạo ra một lá chắn ngăn cản, nhưng cũng chẳng thể chống đỡ quá lâu. Thanh kiếm nhanh chóng phá tan kết giới rồi đâm một nhát xuyên ngực Lục Quan Vương. Đến nước này rồi, gã ta vẫn không tin vào mắt mình. Tại sao mình lại có thể thua dưới tay một kẻ tội huyết được chứ? Dù không cam chịu thì kết cục cũng đã định rồi. Cơ thể Lục Quan Vương tan biến và cuối cùng biến thành một giọt máu. Tuy nhiên, cơ thể vừa bị chém rụng lại chỉ là linh thần. Còn chân thân thì vẫn còn sống khỏe mạnh nên mối nguy hại vẫn còn đó. Nhưng mà linh thần đã dung hợp với chân huyết, đủ để bọn họ mở ra cánh cửa xào huyệt hung thú. Thạch Hạo phát hiện ra bên trong giọt máu có dấu vết của quá khứ. Sau khi chạm tay vào kiểm tra, cậu lập tức nhìn thấy cảnh tượng quá khứ cùng năm xưa vào một cái biệt xanh là đế quan. Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, đế quan là ai hay chỉ là một địa danh. Chúng ta vẫn phải chờ Thạch Hạo từng bước đi khám phá, mở ra lời giải. Và tập phim đến đây khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!